Dung xin kính chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Cũng như thường lệ thì đây là Dung quay trở lại với dân bếp quen thuộc của mình. Thì Dung mời ông bà cô chú anh chị và các bạn vào bếp làm việc với Dung ngày hôm nay nhé. Kêu ông xã Dung đi chợ nè cô chú anh chị. Trời ơi, mua con tôm nặng, tới mà mua cái loại mà 25-35 á. Tôm con nặng nén vô con tàu vậy này, cuốn gỡ cuốn sao cuốn rồi một hai con được, phải cắt làm đôi mới cuốn được cái nó bể bánh tráng hết. Trời đất ơi. Dung dặn ổng đi mua cái size cho Dung là 40-60 hoặc là 30-50. Thì cái size đó là tầm khoảng 7-8 euro một ký thôi à. Còn cái hộp này á, là 24 euro, là 12 euro một ký. Có loại tôm size 60-80 hoặc là 80-100 á, là nó nhỏ dữ lắm cô chú anh chị ơi. Nó rẻ thiệt, 5-6 đồng một ký thôi. Nhưng mà tôm nó mới nở đầu hôm á, cuốn gọi cuốn thì phải để 3 con ăn mới đã. Dung không có biết nha cô chú anh chị, bữa về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm á, thì cái bà đó nói với mình là cái chất E223 sulfite đó ở trên cái bao bì á là có rất là nhiều người dị ứng với cái chất này, cho nên kêu mình là phải dán cái bảng ngay trước cửa. Đây là cái video mà Dung quay hôm bữa thứ 6. Nói chung là trong tuần á, Dung bán nó ế nhẹ luôn á cô chú anh chị. Nhiều khi ông đã Dung ông buồn, ông nản á, ông còn kêu mình thôi giờ mình đóng cửa bữa trưa ở đây đi, mình vô trong làng, ngay làng á, mình mở nhà hàng dạng như căng tin vậy đó, bán đồ ăn văn phòng thôi. Dung nói trời ơi, ông làm hai chỗ rồi sao làm nổi. Đây là một bà khách, trưa nào thì bà ấy cũng ăn trưa ở chỗ Dung hết, thì cứ ăn mì xào chay không gì đó. Mà hôm nay Dung hết nấm mèo rồi nên Dung thế bằng nấm đông cô. Nhưng mà Dung hỏi bà khách là có ăn được nấm đông cô hay không, tại vì Dung ăn không có được nha cô chú anh chị, cái mùi nó gì kỳ lắm. Khách người ta ăn chay thì Dung cũng báo là mình để nước mắm à, nhưng mà họ muốn ăn nước tương thì Dung đưa nước tương, nhưng mà hầu hết là khách họ ăn nước mắm hết trơn à. Kêu khò à, đi go go si va de manger quelque chose là tu là de manger quelque chose mais oui mais c'est pareil oui mais bon vous dites deux là tu peux apporter trois. Quoi? Chez vous, il y a ce régal. Ở trong làng của Dung thì có rất là nhiều nhà hàng mới mở nha cô chú anh chị. Một cái nhà hàng của sushi, và là ba người bạn hợp tác lại mở cái nhà hàng sushi. Rồi một cái nhà hàng Cap Paris giống như bánh xèo của Pháp vậy đó. À, rồi một hai cái nhà hàng gastronomy nữa. À, thì cái nhà hàng này á là cái ông này ổng làm việc ở cái nhà hàng gastronomy, ổng làm đầu bếp là lâu năm lắm rồi nha cô chú anh chị, và người ổng nấu đồ ăn rất là ngon. Thì người ta tới ăn thì kéo khách cho ông chủ đúng không, thì cái này là bà chủ chứ không phải ông chủ nữa. Thì cái bà chủ này nè là gây lộn với cái lại cái người đầu bếp đi, thì cái ông này ổng mới nghỉ và ổng quyết định mở cái nhà hàng của ổng ngay sát vách luôn. Là rồi mà người ta đâu có ăn cái chỗ của bà này nữa, bà này tìm một cái người thợ nấu mới. Nhưng mà đồ ăn nó không có bằng đâu chú anh chị ơi, giống như từ nhà hàng gastronomy mà xuống nấu thành như nhà hàng canteen á. Dung nghe khách của Dung đi ăn rồi, họ khen cái nhà hàng mới mở này rất là nhiều luôn. Mà tại vì người ta ăn quen của chỗ ổng rồi, cái hương vị nó y vậy luôn. Thì giờ ổng có đi mở 10 cái nhà hàng nữa thì cũng có một cái vị của ổng nấu thôi. Đấy, cho nên là nhiều người người ta nói là cái bà này là kiểu như bà mất đi cái báu vật của nhà hàng bà đó. Dung làm bún là cũng nhầm tô, nhầm khách nha cô chú anh chị. Khách nào mà Dung quen á thì Dung để thịt nhiều nhiều một tí cho người ta ăn, hoặc là Dung biết người ta ăn khỏe đó. Có một phần cơm chiên nữa nha cô chú anh chị, mà ổng không có ghi rồi Dung không có làm, cái quên cho khách. Đó, hứa đền bờ lúc đắt trong khách mà ổng chưa lại lấy nha cô chú anh chị. Đó, mà Dung làm rồi Dung quay vậy hết. Quay. Giờ làm phải quay. Trời ơi, tôi bỏ trong này là 17 cục thịt đàng hoàng nha. Rau ăn kèm với thịt kho á nha cô chú anh chị. Bữa nay Dung bán tôm nướng nhiều dữ lắm, nhưng mà vào khúc cuối Dung gặp cái kiếp nạn của con tôm nữa. Thì ông bà cô chú anh chị coi hết video nha, cái video nó có 12-13 phút gì à. Coi tới cuối cùng rồi phân xử cho Dung nha.
Dung nó thì cái cô chú anh chị chứ cái thẩm mỹ của Dung á, nó kêu bằng điếm từ cái thang 10 xuống 0 là nó chừng 1 điểm thôi nha. Thì khách kêu Dung là đổi cái tô bún. Bữa hổm Dung có mấy cái tô bẹt bẹt á, mà Dung vẫn xài, lâu lâu thì Dung đông khách quá thì Dung vẫn xài. Dung mua của một cái cô người Việt Nam, cổ có nhà hàng Việt nhưng mà cổ đóng cửa rồi, cổ về hưu đó cô chú anh chị. Cho nên là Dung cổ bán rẻ lại cho Dung xài đó, thì Dung thấy nó vừa để bún, để phở rồi này kia. Thì có 10 cái thôi mà anh bể bà hết còn 4 cái à. Mà khách không biết cô chú anh chị nhìn sao á, nhưng mà khách nói là nhìn cái tô không hiểu nổi làm sao á, người ta nói là đổi qua cái tô này thì nhìn nó bắt mắt hơn. Mà Dung cũng hiểu, thì Dung nghĩ nó giống nhau thôi chứ có khác đâu trời. Làm ở trong bếp á, là phải có một kiểu như hai người phải ăn ý nha cô chú anh chị. Dung với ông xã Dung là mỗi người một góc nha. Ổng mà vô bếp là ổng cứ đúng giờ không nhà nè, Dung nhờ thì ổng mới làm thôi, chứ mấy là ổng kiểu như ổng không có ăn nhịp được cái công việc của mình á. Giống như là khi mà Dung làm với ông sếp, một là ông sếp cắt chả giò, hai là Dung bỏ thịt, cái ông sếp quay qua bỏ đậu phộng cái để nước chấm lên rồi đi luôn. Kiểu như mình không phải nhắc á. Còn ông xã Dung vô là phải nhờ ổng mới nha, ổng làm. Mà đang khách đông á cô chú anh chị, trời ơi, nước chấm rồi món này món kia nó loạn xạ trong đầu Dung, gặp có một mình Dung làm nữa. Mà nhiều khi mình sai ổng hoài ổng cũng bực, mà nhiều khi ổng hỏi mình hoài mình cũng bực. Đó, mà đang đông khách mà ông khách ổng mua 3 tô bún đem về thì thôi làm cho ổng luôn. Dung không có còn nấm mèo cho nên cuốn chả giò Dung không có để nấm mèo nữa. Mà trời ơi, cái này tuần này là cái kiếp nạn chả giò nè, mình cuốn nó bị bể hết trơn luôn. Nó không có kiểu như bể nát ra mà giữa cái đường chả giò nó nứt một lần vậy đó cô chú anh chị ơi. Đem cho khách thì nhìn nó mất thẩm mỹ dữ lắm. Dung với ông xã Dung là chia đôi cái nhà hàng đây nhưng của chú anh chị, từ cái khúc phục vụ đổ lên nha, là ổng không có cho mình rớt tới cái gì kể cả lao. Nhiều khi ông Dung thấy ông đau lưng á nha, mà Dung lao sàn nhà phụ ổng không cho, không muốn làm gì á, khu bếp Dung làm gì Dung làm đó. Mà ổng mà vô bếp cái làm mắc bực lắm, thay vì thấy Dung múc thịt như vậy thì bỏ đậu phộng cho Dung hoặc là múc nước chấm đúng không, không đứng nói chuyện tinh tệ vậy đó, có bộ một hồi hói mình hỏi xong chưa. Nước chấm thì mình xài 2-3 loại hộp lận đó, giờ nào mà có khách mua ngang như vậy thì mình mới múc vô hộp thôi, chứ mình đâu có bán chuyên đem về đâu mà mình đi mình biết là mình múc sẵn vô trong hộp cho khách được. Tôm nướng nha cô chú anh chị, mà tôm nướng nó không có đỏ, nó cái màu nó mét mét thì kỳ quá à. Thì con tôm nó về nè, để Dung quay cho cô chú coi rồi. À, đi go. Đây là con tôm mà Dung đã rã đông rồi nè cô chú anh chị, đi ướp mình nướng nè. Mà cái màu con tôm này nó kỳ lắm, nó màu xanh chứ nó không có xám như bình thường. Cái này là Dung lần đầu tiên Dung mới mua trúng cái loại tôm này nha. Cái tôm này của là Ecuador chứ không phải là của Việt Nam hoặc Ấn Độ. Nhìn nó kỳ kỳ đó, Dung sợ rồi nha, phòng hờ vậy mà ông xã Dung đem lên cho ông khách. Ông còn nói ủa sao tôm nó cái màu nó không giống như mọi ngày. Ông xã Dung hỏi Dung là tôm không có tươi hả? Mà người ta chưa có ăn nha, nhưng mà buộc lòng mình phải đem con tôm tươi lên cho khách họ dòm. Chứ để khi mà người ta sợ rồi, cái là người ta không có ăn. Tôm đợt này nó kỳ kỳ nha. Cái bàn vừa hồi nãy á, là ông khách ổng ăn tôm nướng với lại mì xào thôi mà không có lấy rau. Thường thường một cái dĩa tôm nướng như vậy thì Dung sẽ cho một tí gỏi xoài lên với lại cơm, tôm trắng hoặc chanh, nước mắm thêm hoặc là muối tiêu thì trên bàn có rồi. Ah oui.
Je peux l'amener ça? Allez, je vais. Gặp trúng cái ngày tôi nói hết nấm mèo, nhưng mà tội chai toàn tập không à. Chả giò chai, gỏi cuốn chai. Gỏi cuốn chai bên này là chai 100% nha. Không có ăn tôm, không ăn trứng, không có sữa, không gì hết luôn á nha. Mình bán mỗi ngày, ví dụ một cái dĩa gỏi là 5 con tôm nha cô chú anh chị, với bơ. Đó, nhiều khi khách muốn thêm giòn giòn thì cho thêm một cuốn chả giò lên nữa đúng không? Bữa nay tôm nó bự như con voi vậy, cái mình bỏ giật lại dùng thêm có 4 con thôi. Lên bà khách bà nói gì chứ, ủa sao mỗi ngày gỏi là phải 5 con tôm, sao giờ có 4 con tôm thôi đó, chết chờ. Thấy chưa cô chú anh chị ơi, người ta quan tâm cái số lượng đó. Bỏ 4-5 con tôm giật lại là biết liền luôn. Rồi phải bưng xuống thêm con lại cho bảy đó. Trời cuốn đầu giờ đó là còn o o cho cái cuốn, cái cuốn nhìn cho nó đẹp nha cô chú anh chị. Chứ trời giữa giờ khi mà đi cuốn gọi cuốn cái kiểu này á, vừa mắc khách mà vừa khai vị, vừa muốn phụ ông xã Dung làm trắng miệng luôn nữa, rồi cái quay qua nấu đồ ăn nữa, thôi miễn cho nó vô hết cái cuốn bánh tráng nó không bể là mừng rồi. Đang đông khách mà khách quen ổng mua đem về mà không làm cho ổng thì ổng giận đó, cho nên nửa đường gãi gánh rồi thì chiên cho ổng mấy cuốn chả giò, ổng kêu chiên cho ổng mấy cuốn chả giò rồi ổng về ổng uống bia. Bia, bia và bên tôi á. Là cá tuyết nha mấy chị. Pas moi, je veux voir le nem. Tu veux voir s'il y en a dedans. Voir si ça cuit dans la friteuse. Hein? Ouais, ça cuit. Giờ đang kẹt xe kẹt đò hết mà khách gọi cơm chiên của chú anh chị thấy không? Có một phần một có sách đi vào đi chiên. Thường thường mấy cái ngày mà Dung quay video nấu nướng gì nè, món ăn cho cô chú anh chị coi là những ngày cuối tuần á, nó mới đông khách thôi. Trời, thứ ba, thứ tư, thứ năm nó ế dữ động trời lắm. Nhưng mà kiểu như mình làm thì lấy công làm lời mà cô chú anh chị nói ngày này bù qua ngày kia thì mình nuôi con được. Trời, Dung nói thiệt với cô chú anh chị nha, Dung làm nhiều khi á thấy lỗi này lỗi kia bỏ qua cho Dung đi. Dung làm riết Dung đản trí hay sao, Dung đi kho gà kho gừng mà 10 lần đủ một mà ta nói đụng cái món này cái là quên gừng cô chú anh chị, cái mà mình nghiệm là mình bầm rừng rồi nó mà không bỏ vô chịu nổi chưa. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chúc cho cả nhà có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhé. À là cắt nha cô chú anh chị, chứ họ không ăn thực đơn, ăn ít kho với lại mì xào giòn.